Sáng nay mình cho nó ăn là nó thấy mình nó bu lưỡi quá trời nè ơi. Mình cho ăn ha. Cho nó ăn cám nè mà. Bữa nay nước nó hơi xanh nha các bạn. Cái gì? Cái lăn nước mình trồng ở dưới sâu bữa nay nó mọc lá cao lên. Y như nó có mới đẻ các con nữa bạn ơi, nè nè cái nhỏ nè. Mới đẻ gì nè. Đó, cái nhỏ này nhỏ rồi bạn. Coi như là nó mới đẻ nữa mà cá này nhiều nhỏ này. Hôm qua cho bạn đây ăn luôn nha bạn. Mình có hai con thủy sinh nè. Đây nè. Thấy mình nó quay lại lại nè. Cái này cái cây thủy trúc mình để cho nó lên mầm để mình trồng nữa. Bên đây là kiếm mắt đỏ. Còn kia là kiếm mắt đỏ lai với mắt đen. Mình để riêng. Bên đây nó trong mát nhiều hơn nữa. Nó rong nhiều, nó chưa có bị nó tảo lên mà. Còn bên đây nè, bên đây thì tảo nó lên nè. Mình rất thích mấy con cá màu đỏ mà. Rồi thả mấy hồ thủy sinh rồi nó nổi rồi. Xa xa có hai anh rùa anh đòi ăn quá trời. Này mình cho nó ăn cám viên nha bạn. Cám viên là cho là mấy con bự nó ăn trước cho nó cơ bản nó no đi, rồi xong cái đầu mình mới rải cám bột rồi cho cá nhỏ nó ăn, chứ còn cám viên bự cá nhỏ nó ăn đâu được, bị mấy con cá bự nó giành ăn hết rồi. Có những con là cá này cá tơ bạn. Chiều nay mình về cuối tuần nè, mình sẽ bắt mấy cái con cá kiếm xay về hậu bị thả chung như đây luôn mà, để cho nó mấy con mẹ nó đẻ ra, chứ để mấy con bự bự ở ngoài nè, cái mình để trong cái nó đẻ ra mình chưa vớt kịp nó lớn lên đó. Bây giờ đẻ con ra nữa cái nó ở ngoài nó ăn hết, nên là mình phải tách ra. Đây họ cá kiếm nè. Sáng là cho ăn ngắm mà đi làm cũng thấy thú vị. Và cái này mình ngoài trời cho nên rong nó nóng quá nó cũng trông không được, nó lên tảo rồi. Bữa sau chắc mình phải đi lấy xỉ than quá, xỉ than mình để đây chứ mình thay nước, mình để xỉ than vô đây có khả năng là vi sinh nó nhiều, nó trong nước. Rồi, mình tạm biệt các bạn nha. Các bạn yêu thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.